Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hành Nghĩa Đại Dương, là một kênh chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh, đồng thời là kênh chuyên ghép và test các bài hát karaoke, gia đình, phòng hát và sự kiện trong buổi chiều ngày nay. Đó là buổi chiều thứ bảy ngày 28 tháng 9 năm 2019. Hành Nghĩa rất mừng được tiếp đèn lúc ba thiết bị để gửi đi ba tỉnh thành khác nhau. Đó là những thiết bị âm thanh mà nó quá quen thuộc và nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Thiết bị thứ nhất đó là một chiếc lọc DBX có mô điện là 2231. Thì đây là một dòng lọc có thể nói là nó đã tồn tại phát triển và đi sâu vào trong lòng khán giả cũng như là trái tim những người đam mê âm thanh yêu hát. Chiếc lọc DBX 221 này là chiếc lọc người máy làm nguồn phiến, nó cho chất âm cực kỳ chi tiết, sâu sắc và sắc nét. Và tổng số cần tinh chỉnh nó có 62 cần chia đều cho hai vế. Vế trên có 2 nút và 2 nút chấn áp, phía dưới cũng có 2 nút chấn áp. Và nó có nhiều chế độ ánh khác nhau. Thì đó là một chiếc lọc có thể nói là tại sao mà nhiều bác khách hàng vẫn tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Chiếc lọc này là anh Nguyễn test cho bác Hồng ở Đồng Nai với giá là 2.200.000 đồng, bao ship và tặng giấy rắc, tặng là một cặp cơ lông về hoa sen và 2 sao ly. Tiếp theo, thiết bị thứ hai đó là một chiếc vang số đến từ thương hiệu DB Acoustic và có model là S600. Đây chính là con phiên bản của con Shiso 1080 Plus. Chiếc vang này gọi là chiếc vang vua, ông vua con trong ngành karaoke cũng như là trong các cái bộ hát. Bởi vì chiếc vang số này nó có khả năng rất thông minh, nó sẽ phải có thể phối hợp được với tất cả dòng loa nếu như người làm vang số biết cách sử dụng chúng cũng như biết cách tô vẽ chúng làm cho người hát sẽ hay hơn, và đặc biệt là nghe nhạc rất chi tiết, có khả năng chống rít cực tốt, echo cực kỳ là sang trọng và reverb thì nó sang sáng, echo thì dẻo. Và tiếp theo đó là một đôi loa màu web có model là VH12. Anh Nguyễn test cho bác Trần Văn Liễu ở Quảng Nam. Bác ấy đã đổ cho anh Nguyễn là 2 triệu tài khoản, ứng cho 2 triệu tài khoản. Thì đôi loa màu web kia thì anh Nguyễn gọi là đôi loa thuộc vào top những cô gái có bộ ngực to, tức là bát nó nặng 9,5 cân, từ của nó từ 19 họng 76, tép Kenitan và phân tần lớn màu web kìa, và công suất nó rất là mạnh, trông nó như bom, tép sáng, lời của nó rất là bay. Và một chiếc vang này là anh Nguyễn test cho bác Tiến ở thành phố Lào Cai. Toàn bộ những thiết bị anh Nguyễn sẽ test kỹ và gửi đi trong buổi chiều ngày nay. Và cũng xin thông báo với quý vị và các bạn, đôi loa màu ép này thì anh Nguyễn còn vài đôi nữa là hết nhé, còn vài đôi thôi. Con này là sử dụng bát 30, gân độ tầm dầu bằng giấy, từ rất là to như đĩa bay luôn, tép kèn lớn, thùng gỗ, thùng lớn, thùng gỗ, thùng lớn, cho sân bóng. Và con này bãi xịn của Đức, do Đức sản xuất, Đức và do Đức sản xuất. Thông tin đầy đủ màu ép có một điện là VH12, để hoạt động từ 50 đến 20 kHz, độ nhạy trên nanobi, công suất từ 400 đến 1600, lội trở 8 ô, hỗ trợ 2 đường vào. Dòng này nhiều anh em chơi rồi, không có từ chê. Đấy, những dòng loa chất như nhà em này rất là nhiều, dòng loa màu web này, rồi loa bãi mỹ xịn JBL 938, 1476A, các cái dòng loa như CF, con ca heo. Và chú ý nhé, con ca heo này là tất cả linh kiện của Mỹ. Còn cái dòng nữa là cũng CF không ca heo thì nó có thể là Tây Ban Nha, nó rẻ hơn. Hôm trước em lấy một lô hàng của Tây Ban Nha em giả rồi, nó không chuẩn. Tức là có mấy đôi ấy, thì em giữ lại những dòng CF ca heo này, nó chất hơn rất nhiều, rất nhiều dạng chất luôn nhá. CF này về cũng 3 đôi thôi, và màu F còn vài đôi nữa. Và cái dòng loa Motivity lừng danh thiên hạ và tiếng nó rất là hay, Motivity, quý vị các bạn hãy xem dàn loa nhé. Và cái dòng loa BMB 5000C và BB2042, các dòng loa Array. Đấy, rất nhiều, rất nhiều nhá. Thao hồ lựa chọn các dòng loa chất, các siêu phẩm. Bên em chỉ làm những hàng chất và hàng dòng, hàng chuẩn, hàng xịn. Hàng chuẩn, hàng xịn bên em hay làm. Đấy, các cái, đây là cái khu trưng bày các mẫu loa bên em. Anh diện tích nhà em không rộng, các bạn có rất nhiều loa xếp bên kho, không bóc được ra. Giới thiệu một cách nhanh vậy để các bác phải nắm được.
Và các bác có nhu cầu về các thiết bị âm thanh lẻ hoặc các bộ hát hoặc là các cụ đẩy công suất, hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 140. Em có địa chỉ là khu dân cư Bồ La, phường An Lạc, thành phố Thiên Linh, tỉnh Hải Dương. Và cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ anh Nguyễn.